Bocasing S8 Pro, Nothing But Amazing Bass, tức là không có gì ngoài âm trầm đỉnh cao. Cùng xem chiếc loa này có gì mà lại được hãng đặt một cái biển hiệu như vậy anh em nhé. Bocasing S8 Pro, một mẫu loa sao ba có thiết kế vô cùng sang trọng, được bọc full kim loại. Hơn thế nữa, chất lượng âm thanh của loa nó sẽ mang đến luôn cho anh em một cảm giác nghe nhạc nó vô cùng là chân thật, sắc nét và cực kỳ là êm tai luôn. Cấu hình 4 củ loa, 2 củ loa bass và 2 củ loa chét, công suất 60W, sử dụng audio hi-fi, độ chi tiết vô cùng cao luôn. Kèm theo đó là hệ thống cân bằng giải âm DSP, giúp cho mọi người có thể cảm nhận được giải âm vô cùng là đều đặn. Dung lượng pin của loa lên tới 15 giờ liên tục cho anh em mình chơi thỏa thích một ngày luôn, và loa vẫn sẽ có 3 chế độ EQ nghe nhạc khác nhau cho anh em tùy ý lựa chọn. Đặc biệt, nếu như anh em muốn trải nghiệm cảm giác xem phim như ở rạp thì sắm một cặp cho mình để mỗi chiếc ở một góc phòng, nghe âm thanh stereo, thêm một túi bỏng ngô nữa là chuẩn bài luôn rồi. Giờ thì hãy cùng mình trải nghiệm chất lượng âm thanh của chiếc Bocasing S8 Pro này. Mọi người có thể đeo tai nghe vào để có thể cảm nhận được chất lượng âm thanh chân thật nhất của loa nhé. Trời đẹp xanh như em với anh. Này người yêu, em thương mến ơi, anh hãy yêu màu xanh. Mà nếu có lỡ duyên ta sao chẳng thành, vì em ra đi trước anh. Này người yêu, khi anh nhớ em, hãy ngước lên trời xanh. Mình đã gửi con tim qua phong thư màu xanh. Mình đã ước cho duyên đôi ta vẫn hoài xanh. Mà hôm nay sao em ra đi, về trời xanh xa xôi ra dòng em bỏ hay. Này trời xanh có thâu có biết trái tim này, còn than khóc tiếc nhớ em mãi suốt đêm ngày. Làm thế nào cho em hay ta đang mong, mong được có. Muốn làm gì khi con tim ai cũng phải lỗi thay một ngày. Nuôi tiếc làm chi khi đôi ta đã cách xa từ đây đến suốt đời. Một người giữ lấy ngàn nỗi đau, một người giữ lấy. Đây là một mẫu loa sao ba phù hợp cho mọi người để ở bàn làm việc, để ở phòng khách hay để ở trên ô tô nhé, thì cực kỳ là hợp lý luôn. Và nếu như bạn đã quá chán với các cái mẫu loa âm thanh siêu bass âm trầm khủng thì đây sẽ là một cái mẫu loa mà bạn nên trải nghiệm nhé, vì cái chất âm của nó sẽ mang đến cho bạn một cảm giác nghe nhạc nó vô cùng là êm ấm luôn, âm thanh sắc nét, âm trầm đỉnh cao, và đặc biệt là bạn có nghe 5-10 tiếng thoải mái luôn, nghe cả ngày cũng không bao giờ cảm giác bị mỏi hay là bị đau đầu anh em nha.
Nếu các bạn quan tâm thì mình có để thông tin ở bên dưới. Đừng quên like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Ok, cảm ơn mọi người.